Lẩu cua đồng xịn sò là đây chứ đâu. Hổm ăn lẩu cua đồng chỗ kia chán đời quá, quyết tâm phải tìm cho bằng được cái quán nào ngon hơn. Vậy là tôi đã tìm được rồi. Một phần như vậy là có 6 cây chả, một xe container thịt cuốn họng, 5 viên chả ốc, một ê đậu hũ và một ụ thịt bò. Nồi lẩu vậy là phải 3-4 người ăn mới hết á. À còn em VDS ngày hôm nay là cái nồi gạch cua trộn với tép mỡ và hành phi nè. Ta nói nó thơm ngon béo cậy thì hết chỗ chê luôn. Còn cái ụ thịt bò này tuy xếp không có đẹp mắt nhưng mà ăn rất thơm và mềm chứ không có dai đâu. Lấy miếng bún dần chén, thêm muỗng gạch cua, nhúng thêm đũa bò tái, rồi bắt đầu ra khơi đánh bắt tấp binh, bỏ vô chén rồi ngồi thưởng thức thôi. Mấy nay thời tiết Sài Gòn nóng thiệt nhưng mà chiều tối mát rồi, ngồi thưởng thức nồi lẩu riêu cua đồng bắp bò thì cũng ngon lành cành đào lắm nha. Phần lẩu như vậy là 565.000 nhưng mà ăn được 3-4 người thì cũng đâu có mắc. Đây là quán Đậu Hôm Mắt, địa chỉ 104 Hoàng Diệu, phường 12, quận 4, quán chuyên các món miền Bắc á. Mình là Trang Duri, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ bấm đăng ký kênh để follow mình nha. Bye bye.